Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ test thử cái mẫu kìm đa năng này. Đây, các bạn xem nhé, kìm đa năng gấp gọn này. Đấy. Đó, trở thành một chiếc kìm và mình sẽ biến nó thành một chiếc chặng ná các bạn nhé. Một chiếc chặng ná đây. Mình sẽ biến nó thành một chiếc chặng ná các bạn nhé. Đây, ok. Các bạn thấy nó thành một cái hình chặng ná chưa? Đây. Đó. Úm ba la biến thành chiếc chặng ná rồi. Đây. Đó, ok các bạn, thấy không? Nó đã biến thành chiếc chặng ná. Đấy. Ná kìm. Đây các bạn. Và đây đã biến thành một chiếc ná hoàn thiện. Các bạn đã bo đầu nó lại luôn. Đấy, bắn là sẽ không sợ sứt dây nữa. Lấy băng keo ngụy trang hoặc là lấy dây cao su, băng keo dán điện cuốn lại các bạn nha. Đấy, là trở thành một chiếc ná ngon lành luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn test thử cho các bạn xem ha. Đây các bạn. Đây, mình xin test bằng những viên bi sáu. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn là cái mẫu kìm đa năng bên shop. Đấy, kìm đa năng làm thành chặng ná các bạn nhé. Đây, chiếc kìm đa năng đây. Chiếc kìm đa năng khi các bạn mở ra, mình bán cho các bạn là nó ở trong cái hộp như thế này các bạn nhé. Đó. Nó ở trong cái bao da như vậy đó. Hàng được ở trong cái bao da như thế và nó gấp gọn như thế này. Đấy. Hàng có cái túi da này luôn, các bạn có thể để ở trong gọn ở trong cái túi túi đựng ná của các bạn. Đó. Đây các bạn có thể mà gấp gọn lại, các chiếc kìm các bạn gấp gọn lại. Đấy, và các bạn bỏ gọn vào túi. Các bạn có thể xả ra. Chiếc kìm đa năng này rất tiện lợi, có thể làm được rất nhiều việc. Đây nữa. Các bạn thấy không? Đây. Đây này, đây là cái đèn đèn chiếu đêm. Vặn phát là sáng, đấy, sáng chói luôn. Đó. Chiếu đêm. Đèn này dành cho người người đi phượt hoặc là dân chơi ná, ná thủ. Rồi ở đây có các con dao và tua vít nữa. Con dao tua vít đi mổ xẻ chim chóc các kiểu ấy, trong rừng rồi. Rất tiện lợi các bạn nha. Cũng có thể biến thành cái vũ khí tự vệ của các bạn cũng được nữa. Đây, dân phượt thì cái này có thể trở thành vũ khí tự vệ của các bạn. Đó.
Ở đây các bạn có thể trong các cái cạnh nhọn này các bạn có thể dùng làm cái tua vít để vặn các con ốc này. Đấy. Tua vít này cũng tua vít có hai cạnh, một cạnh dẹp to, một cạnh dẹp nhỏ để các bạn vặn. Đây là một con dao. Đây là con dao. Các bạn có thể sử dụng để tự vệ hoặc là thái gọt những cái vật gì nhỏ. Đấy. Còn đây là cái phần mũi dao này các bạn có thể dùng để chắc là để cậy móng chân móng tay đấy cũng được à, vệ sinh móng chân móng tay. Đây là cái kìm, còn đây là phần kìm này thì có phần tua vít, nếu mà các bạn có ná phần con ốc thì các bạn có thể dùng để vặn các cái con ốc như thế này. Còn nếu chiếc ná của các bạn mà dùng cái loại ốc này thì ốc xiết này các bạn có thể vặn như thế này. Đấy. Dùng kìm này để các bạn vặn những cái dòng one hit mà có ốc thì các bạn trong quá trình gắn dây các bạn có thể sử dụng cái kìm này các bạn nhé. Đó. Ok các bạn. Đó. Ở cuối video thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, nhưng các bạn cũng nhớ nhấn chuông các bạn nhé. Nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thì các bạn mới nhận được cái thông báo của các video mới của bên shop đấy, các sản phẩm mới của bên shop để các bạn nhận được kịp thời các cái sản phẩm và nhận được thông báo các kịp thời cái sản phẩm của bên mình đang bán, và các bạn biết được các chia sẻ của bên shop nhé, để mà theo dõi. Nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn nhé.